Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Giờ vàng kinh tế của truyền hình Thông tấn. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Vừa qua, tại trung tâm Metro Friedrichshain Berlin, Metro Cash & Carry Đức đã khai mạc chương trình quảng bá sản phẩm Việt Nam với tên gọi Tuần lễ sản phẩm Việt Nam tại Metro Cash & Carry Đức. 117 trung tâm bán sỉ Metro Cash & Carry trên toàn nước Đức tham gia chương trình quảng bá này. 1.400.000 khách hàng của Metro kinh doanh tại Đức đã nhận được các ưu đãi khuyến mãi đặc biệt để quảng bá cho sản phẩm Việt Nam. Hiện nay, một số lượng lớn sản phẩm Việt Nam đã lưu hành tại Metro Đức như cá ba sa tươi và đông lạnh, các loại tôm hùm, tương ớt, các loại thực phẩm khô, bàn ghế nội thất và ngoại thất, hàng gia dụng, hàng gốm sứ, dệt may. Nhiều sản phẩm, trong đó có cá ba sa được phát triển từ sự hợp tác giữa nhà sản xuất nội địa tại Việt Nam và Metro, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Chương trình tuần lễ sản phẩm Việt Nam tại Metro Cash & Carry Đức nhằm mục đích tăng cường giới thiệu sản phẩm Việt Nam đến khách hàng của Metro tại Đức, qua đó giúp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Đức và châu Âu. Diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm quốc tế công nghiệp ô tô xe máy và công nghiệp phụ trợ lần thứ 8 đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan. Hơn 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối ô tô xe máy tham gia triển lãm với những sản phẩm chất lượng độc đáo. Trong đó có màn siêu trình diễn ô tô mạo hiểm của kỷ lục gia người Anh Russ Whipp đã tạo ra giá trị mới, khẳng định sức sống mạnh mẽ của sân chơi duy nhất về chuyên ngành công nghiệp ô tô xe máy và phụ trợ tại thành phố Hồ Chí Minh này. Ngoài việc trưng bày và giới thiệu những mẫu ô tô mới, triển lãm còn dành nhiều không gian trưng bày từ các hãng xe máy nổi tiếng thế giới. Số lượng gần 300 doanh nghiệp phụ tùng, phụ trợ tham gia triển lãm lần này cho thấy sức hút mạnh mẽ của ngành này tại Việt Nam, tạo thêm cơ hội giao lưu cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sản phẩm nước hoa, chất làm thơm xe ô tô của công ty Aromec đến từ Đài Loan là một trong số những sản phẩm được khách tham quan chú ý tại triển lãm. Sản phẩm Aromec thu hút và đáp ứng tất cả thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng, từ giới trẻ đến người lớn tuổi. Aromec sử dụng hương thơm chất lượng và công nghệ hiện đại cho ra đời những sản phẩm độc đáo mà người tiêu dùng có thể phân biệt với các sản phẩm khác cùng loại trên thị trường. Với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức, công ty cổ phần hội chợ và xúc tiến thương mại Á Châu Adva không ngừng mang đến những nét mới, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng cho các doanh nghiệp tham gia cũng như người tiêu dùng. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện BTI phối hợp với Trung ương Hội khuyến học Việt Nam vừa tổ chức lễ trao quà và học bổng cho các em học sinh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại một số tỉnh như Hà Giang, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Cần Thơ. Chương trình vun đắp ước mơ xanh được BTI tổ chức hàng năm nhằm trao học bổng, quà và thẻ bảo hiểm phúc học đường cho học sinh sinh viên trên toàn quốc. Năm 2012, chương trình dự kiến được tổ chức tại 21 tỉnh thành phố trên cả nước, trao tặng 2.000 suất học bổng trị giá mỗi suất 300 đồng đến 1 triệu đồng, hơn 2.000 thẻ bảo hiểm phúc học đường với tổng số tiền bảo hiểm 30 tỷ đồng và nhiều quà tặng có giá trị khác. Đây không chỉ là món quà có ý nghĩa về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp các em học sinh, sinh viên có thêm khát vọng, sự tự tin trong học tập, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhân dịp Tết Thiếu Nhi và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em tại Cần Thơ, Bảo Việt Nhân Thọ phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã tổ chức lễ trao học bổng cho gần 50 trẻ em nghèo vượt khó đến từ Hậu Giang và Cần Thơ. Các em là đại diện cho hàng trăm ngàn trẻ em đã nhận các suất học bổng an sinh giáo dục từ nguồn chương trình Cùng Hòa Nhịp Yêu Thương mà Bảo Việt Nhân Thọ và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam phối hợp thực hiện. Theo Bảo Việt Nhân Thọ, tổng số tiền tài trợ cho trẻ em nghèo năm 2012 là gần 2 tỷ đồng. Năm 2012 là năm thứ 8, Bảo Việt Nhân Thọ phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam duy trì Quỹ Học bổng Bảo Việt An sinh Giáo dục với 1.000 suất quà mỗi năm dành cho trẻ em nghèo vượt khó trên toàn quốc, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Nhiều mặt hàng khuyến mãi cùng các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ cho các cháu thiếu nhi nhân dịp mùng 1 tháng 6 tổ chức tại hệ thống siêu thị Bixi. Bên cạnh chương trình khuyến mãi, dinh dưỡng hoàn hảo nâng bước trẻ thơ có mức giảm giá từ 5 đến 30% dành riêng cho trẻ em, kèm nhiều quà tặng thiết thực. Bixi còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn lý thú khác nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các bé. Khi tham gia trò chơi tại Bixi trong dịp này, các bé có cơ hội nhận được sách trong ngữ với những bài học thú vị, hướng dẫn những kỹ năng sống, phát triển trí tuệ thông qua các tình huống thực tế, lồng ghép nhiều câu chuyện ý nghĩa hướng các em đến công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong dịp này, Bixi dành tặng 2.000 phần quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước
Với những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này, Bixi mong muốn mang đến cho các em một ngày vui thật sự, giúp các em cảm nhận được tình yêu thương, quan tâm từ người lớn trong ngày Tết của các em. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 52.000 hecta diện tích trồng dừa và cung cấp hơn 400 triệu trái trên một năm, tỉnh Bến Tre là địa phương dẫn đầu sản lượng trồng dừa khắp cả nước, mang lại hiệu quả kinh tế cao và công ăn việc làm cho người dân. Các ngành sản xuất từ nguyên liệu dừa cũng phát triển, trong đó điển hình là ngành chế biến kẹo dừa. Thời gian qua, giá dừa sụt giảm khiến đời sống bà con nông dân trồng dừa gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất kẹo dừa như cơ sở sản xuất kẹo dừa Tuyết Phụng đã cân đối được sản lượng tiêu thụ ra thị trường và vẫn ổn định được sản xuất, cũng như đảm bảo đời sống công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân. Nói chung là tình hình ảnh hưởng của giá dừa sụt á, là cái doanh nghiệp của mình sản xuất riêng mặt hàng của các kẹo dừa á, thì mình cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng mà mình cũng phải là cố gắng mình làm sao mà để kéo giá dừa của cái sản phẩm từ dừa mình, cái mặt hàng truyền thống của mình kẹo dừa nhiều người biết đến, để mình sản xuất nhiều cho mình có cái đầu ra cho người nông dân ở trong tỉnh. Hiện nay tại tỉnh Bến Tre có hơn 150 cơ sở sản xuất kẹo dừa, có khả năng xuất trên 30.000 tấn một năm. Với trên 34 năm sản xuất và chế biến kẹo dừa và nhiều sản phẩm như kẹo chuối, kẹo mãng cầu, cơ sở sản xuất Tuyết Phụng đã khẳng định được thương hiệu của mình tại thị trường trong nước và dần phát triển tại nước ngoài là mục tiêu phát triển dài lâu. Chị cũng mong muốn là cái sản phẩm mặt hàng từ dừa, nói riêng về kẹo dừa và tất cả các sản phẩm khác từ dừa, thì tìm kiếm được thị trường đầu ra để cho cái người nông dân trồng dừa của đất Bến Tre có được cái thu nhập ổn định, giá dừa nâng cao của chuỗi giá trị cây dừa lên. Hiện tại tỉnh Bến Tre đang thực hiện nhiều biện pháp để thâm canh tăng năng suất cho vườn dừa, xen canh cây cacao vào vườn dừa hoặc nuôi cá trong mương vườn để tăng hiệu quả trên các đơn vị diện tích. Quan trọng nhất là kiến nghị chính phủ công nhận cây dừa là cây công nghiệp quốc gia, nhằm nâng tầm cây dừa và các ngành sản xuất từ nguyên liệu dừa, trong đó có sản xuất kẹo dừa. Chúng tôi xác định là phải là đưa cây dừa vào cái thế mạnh là một cây công nghiệp. Chúng tôi sẽ kiến nghị với chính phủ để công nhận cây dừa là cây công nghiệp quốc gia và sẽ kêu gọi là nhiều áp dụng nhiều cái cơ chế chính sách để áp dụng cho dừa, giúp cho cái ngành dừa phát triển trong thời gian sắp tới, cũng như giúp nhân dân ổn định cái cuộc sống của người nông dân trồng dừa trong cái thời gian sắp tới. Quan tâm và bảo vệ lợi ích chính đáng của người nông dân trồng dừa và những ngành sản xuất liên quan đến dừa phải bằng những biện pháp thiết thực trước mắt và cho giai đoạn lâu dài. Thời gian tới, các cơ quan chức năng, hiệp hội và các doanh nghiệp sẽ cộng đồng trách nhiệm để hỗ trợ cho nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả hơn, nhằm tăng năng suất và sản lượng dừa cung cấp cho chế biến các sản phẩm từ dừa trong nước, đồng thời đẩy mạnh ở thị trường xuất khẩu các sản phẩm từ dừa, đặc biệt là kẹo dừa, một sản phẩm truyền thống và là niềm tự hào của người dân Bến Tre. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương mục Giờ vàng kinh tế của truyền hình Thông tấn. Chương trình của chúng tôi hy vọng sẽ là một cầu nối thông tin hiệu quả giữa các doanh nghiệp, nhà sản xuất với thị trường và người tiêu dùng. Những con số vàng ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu thêm về một số thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.